Sơn Tùng, Kay Trần được netizen đẩy thuyền khi đòi nắm tay đi chơi Trung Thu. Tần suất Sơn Tùng M-TP xuất hiện cùng với Kay Trần ngày càng dày đặc kể từ khi hai nam ca sĩ về chung một công ty. Do đó, dân tình không ngại ngần mà đẩy thuyền liên tục vì họ thân thiết và hợp nhau quá đỗi của cặp Mỹ Nam. Bằng chứng là mới đây trên trang cá nhân, Kay Trần đã đăng tải đoạn clip ngắn, vừa đệm đàn vừa hát vu vơ ca khúc Nắm Đuôi Bằng Tay. Nam ca sĩ đính kèm dòng trạng thái được viết theo kiểu teen code cực hài hước. Tới giờ vẫn chưa được ai nắm, nói buồn mà không tin. Tuy nhiên, Kay Trần đang tích cực thả thính thì bỗng dưng có một nhân vật đáp lời ngay lập tức, không ai khác, đó chính là Sơn Tùng M-TP. Dưới bài đăng của gà cưng, giọng ca Có Chắc Yêu Là Đây đã để lại bình luận cực tình cảm. Nhạc này là phải nắm tay nhau đi chơi Trung Thu, cảm ơn Kay. Ngay lập tức, Kay Trần đăng tải bức hình chu môi và ngỏ ý, hôn chủ tịch qua Trung Thu luôn được không ạ? Màn tương tác công khai của hai nam ca sĩ khiến cư dân mạng chỉ biết u là trời. Thôi thì không biết làm gì hơn, netizen chỉ biết yên lặng mà đẩy thuyền tích cực. Ở hạng mục Favorite Artist, nghệ sĩ được yêu thích, được bình chọn trước đó, không để cho talent độc quyền phải đứng ra kêu gọi bình chọn đơn phương độc mã. Chủ tịch MTV Entertainment đã có động thái ủng hộ gà cưng. Anh đã dùng trang Facebook cá nhân trên đó có 2,3 triệu lượt theo dõi để đứng ra kêu gọi fan của mình đổ phiếu bầu chọn cho Kay Trần. Với việc đích thân Sơn Tùng đứng ra kêu gọi, cộng với lượng fandom đông đảo số 1 Vbox hiện tại của anh, việc Kay Trần giành chiến thắng, thậm chí là chiến thắng áp đảo so với các đối thủ còn lại là câu chuyện hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, có vẻ như sự chắc chắn ấy đã lung lay mạnh khi Kay Trần lẫn Nắm Đôi Bàn Tay đều không giành bất kỳ chiến thắng nào. Sau khi đầu quân về MTV Entertainment, Kay Trần bị nhiều khán giả nhận xét là ngày càng giống Sơn Tùng. Từ phong cách ăn mặc, cử chỉ điệu bộ, cách pose dáng cho đến ngôn từ khi giao tiếp đều khiến Kay Trần dường như đang biến thành một bản sao của ông chủ MTV Entertainment. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Thay về với ngày ấy, tự nhiên, điềm tĩnh và chân chất hơn được không? Cái chất của Kay Trần đã mất đi, vào MTV mất cái chất luôn cả hành động, dáng đi. Hơn nữa, khi Kay Trần đăng tải đoạn clip nhằm kêu gọi người hâm mộ vote cho anh chàng tại giải thưởng âm nhạc, càng xem đoạn clip, đông đảo netizen càng thấy Kay Trần thực sự quá giống Sơn Tùng rồi. Không chỉ trong MV mà cả cách ăn nói, động tác khi nói, từng cử chỉ đều như một Sơn Tùng thứ hai vậy. Trong đoạn clip, Kay Trần đã mở đầu bằng cách giới thiệu Kay Trần đến từ MTV Entertainment, sau đó cúi gập người 90 độ để cảm ơn khán giả. Các nhắc câu cũng đầy cường điệu để nhấn mạnh các ý trong lời nói. Ngôn ngữ sử dụng cũng hết sức trau chuốt, hoa mỹ. Và thật sự thì không cần phải là fan cứng của nhà MTV Entertainment để chỉ ra rằng từ ngôn ngữ cơ thể, cách nói chuyện cho đến câu cú của Kay Trần trong đoạn clip này sao mà giống Sơn Tùng đến thế. Giả dụ mà ghép mặt Sơn Tùng vào đoạn clip này thì 100% chính là Sơn Tùng luôn, chẳng ai thắc mắc. Cùng là cấu trúc giới thiệu bản thân đến từ MTV Entertainment, còn cuối gặp người cảm ơn, khán giả đã thấy quá nhiều nơi Sơn Tùng tại các sự kiện lớn nhỏ. Tất nhiên, khi hành động này do Sơn Tùng thực hiện, mọi người đều đánh giá tích cực vì đây là một lời tôn trọng rất lớn gửi đến khán giả. Tuy nhiên, khi đến Kay Trần copy paste cách chào hỏi này, khán giả ngay lập tức thấy sườn trần. Ở phía dưới phần bình luận của đoạn clip kêu gọi bình chọn từ Kay Trần, không khó để thấy loạt ý kiến chỉ trích cách mà nam ca sĩ đang cố gắng bắt chước chủ tịch Sơn Tùng, cách nói chuyện cũng cố cho giống Sơn Tùng, cái màu Sơn Tùng y hệt đến cả style nhấn nhá, trông gượng quá gượng. Có thể thấy kể từ sau MV Nắm Đôi Bàn Tay, công chúng đã nhận ra ảnh hưởng của Sơn Tùng đến Kay Trần là quá lớn. Thậm chí có thể gọi là chi phối từ âm nhạc, hình ảnh, MV cho đến phong cách thời trang. Giờ đây, chỉ với một clip kêu gọi bình chọn cực kỳ đơn giản, Kay Trần cũng tắt ra phong cách của Sơn Tùng đậm đặc, thử hỏi còn đâu là Kay Trần chất chơi của ngày xưa. Bên cạnh đó, trong khi cậu em trai ruột Việt Hoàng của Sơn Tùng càng lớn càng có phong cách riêng, dần thoát ra khỏi cái bóng của ông anh siêu sao, thì Kay Trần, anh chàng không có máu mủ ruột rà gì với chủ tịch MTV Entertainment, chỉ là gà cưng trong công ty, thì lại ngày càng dũng đến kỳ quái. Nhân trường hợp của Kay Trần, netizen lại nhớ đến phát ngôn để đời của Lan Khuê tại The Face Việt Nam 2017. Thời điểm đó, huấn luyện viên Lan Khuê đã loại đi Khánh Linh vì nguyên nhân cô em trendy giống Tâm Tít. Cụ thể, Lan Khuê bày tỏ quan điểm Khánh Linh quá giống với Tâm Tít, không một nhãn hàng nào muốn chọn gương mặt đại diện giống với người khác, không có bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính. Điều này từng dấy lên tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Khánh Linh đã dần thoát ra khỏi biệt danh bản sao Tâm Tít. Cô đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá và thành công nhất hậu cuộc thi với tên mới là cô em trendy. Nhờ gu thời trang sành điệu, Khánh Linh hiện được xếp vào hàng nhóm fashionista hàng đầu, còn được nhiều nhãn hàng quốc tế thường xuyên để mắt tới. Có thể thấy, sau nhận xét của Lan Khuê, việc Khánh Linh xác định được con đường và hình tượng riêng rất quan trọng và nó đóng góp vào sự thành công của cô nàng trên con đường sự nghiệp sau này. Quay lại trường hợp của Kay Trần, nhiều người hâm mộ nhận định nếu như nam ca sĩ biết chắt lọc những gì nên học hỏi từ đàn anh nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình như ngày xưa thì biết đâu sẽ còn thành công hơn nữa.